Lộ hình ảnh linh cữu nghệ sĩ Chí Tài nằm trơ giữa sân bay vào đêm muộn. Đêm khuya ngày 12 tháng 12 vừa qua, ảnh chụp hiếm hoi về chuyến bay cùng linh cữu của nghệ sĩ Chí Tài đã được đăng tải trên mạng xã hội. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả hâm mộ với những lời chia sẻ đầy xót xa. Được biết, tang lễ của ngôi sao 62 tuổi đã được cử hành tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng cùng ngày. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đứng ra làm chủ trì buổi lễ. Đầu giờ chiều, các nghệ sĩ nổi tiếng cùng hàng trăm người dân tiễn đưa chú Chí Tài ra sân bay để trở về Mỹ theo nguyện vọng của gia đình. Thay vì xuất ngoại tại cổng quốc tế ở sân bay như thông lệ, người đã khuất chỉ được vận chuyển giới hạn hàng hóa theo quy định về vận chuyển hàng hóa. Vì vậy, linh cữu nghệ sĩ Chí Tài được đưa đến cảng hàng không. Sau khi nhiều nghệ sĩ nói lời tiễn biệt rồi ra về, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh là người cuối cùng ở lại làm thủ tục cho người bạn đồng nghiệp thân thiết của mình. Trước khi được vận chuyển lên máy bay về nhà với chị Bé Heo, nghệ sĩ Phương Loan, vợ của chú Chí Tài, các nhân viên đã kiểm tra kỹ lưỡng, cột thật chặt chẽ để đảm bảo an toàn và chắc chắn trong chuyến bay dài. Trước khi máy bay cất cánh, linh cữu nghệ sĩ Chí Tài đã được vận chuyển ra giữa sân bay. Hình ảnh chiếc quan tài nằm lạnh lẽo trong đêm muộn, bầu không khí tĩnh mịch bao trùm càng khiến trái tim nhiều người xem nhói lên từng hồi. Chuyến bay mang cả tuổi thơ của triệu người đi rồi, chỉ tiếc rằng chuyến bay này không có vé khứ hồi, chỉ có một vé duy nhất là đi, chuyến bay không bao giờ trở lại. Nhìn chú nằm trên chiếc máy bay đó một mình đi về, thương chú quá, từ giờ chú Hoài Linh không còn nghe tiếng gáy của chú nữa. Nhìn chú nằm đó một mình ngoài trời để chờ về với Bé Heo mà lòng quặn đau. Chú mang đến tiếng cười cho mọi người, nhưng chú mất không một ai bên cạnh. Khi chú về vẫn không một ai có thể bên cạnh để tiễn chú phần đường còn lại. Chú an nghỉ nhé. Mọi người thương chú, luôn nhớ đến chú và tiếng cười của chú. Con thành kính tiễn biệt chú. Nhìn chú Linh đau thắt lòng tiễn chú lần cuối mà không sao kìm được lòng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.